Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được hai cái đầu giải mã có model là Sony DTC57ES. Đây là đầu giải mã kim độc băng đát rất nổi tiếng của hãng Sony, được thiết kế mặt nhôm phay xước, màu gold rất đẹp mắt, rất sang trọng. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và hoạt động hoàn hảo các chức năng. Đầu Sony DTC57ES cũng có mấy bạn mấy hôm vừa rồi cũng có hỏi mình, thì hôm nay mới về là mình đăng liền cho các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi hoặc nhắn tin cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Cái đầu Sony DTC57ES được sản xuất vào năm 1991, Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 24W. Được thiết kế rất bắt mắt, rất sang trọng. Hai bên của nó được phủ hai lớp gỗ phủ piano màu nâu vân gỗ, rất đẹp các bạn. Đây, hai bên đều vậy nha các bạn. Và sau đây mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem luôn. Mình quay mặt sau trước nha các bạn. Các bạn chờ mặt nó bị kẹt gì đây. Đây là hai cái đầu giải mã Sony 57ES. Ở đây là có đường line in line out. Line in là các bạn đưa tín hiệu từ cái đầu CD vào để các bạn thu này. Line out đưa vào âm ly. Cái này đường giải mã nhỏ số, còn có đường đồng trục và đường cáp quang. In out. Rồi số thông tin như sau: Sony model DTC57ES, IC 100V và 24W. Số series là 0978 đuôi, dây nguồn zin và dây nguồn dính rất to nha bạn. Còn máy dưới là số series 3453 đuôi. Cả hai máy đều mới như nhau nha các bạn. Dòng này các bạn có thể dùng để giải mã nhạc số qua đường đồng trục và đường cáp quang. Các bạn có thể kết nối trực tiếp từ các nguồn phát phụ, hoặc các bạn kết nối trực tiếp từ Smart TV, giải mã nhạc YouTube nghe rất hay. Bên cạnh đó các bạn có thể dùng để giải mã tín hiệu từ Smart TV để hát karaoke trong không gian gia đình. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo, cả hai máy đều vậy nha các bạn. Hôm nay mình test cho các bạn là chức năng giải mã nhạc số qua đường đồng trục và đường cáp quang nha các bạn. Rồi tất cả các chức năng thu phát là mình đã test hoạt động hoàn hảo ha. Các bạn thu thì các bạn ấn red đây và các bạn bấm play, thì đây là băng quay và khi đó nó thể hiện là red là mình đang thu đó các bạn. Và khi các bạn sử dụng chức năng giải mã nhạc số qua đường đồng trục và đường cáp quang, các bạn chọn đây ngõ này ngõ analog. Các bạn thể giải mã các đường analog cũng được, các bạn ấn đây. Thì các bạn nghe thử này. Giải mã con đường analog. Rồi sau đây mình test chức năng giải mã qua đường đồng trục và cáp quang. Mà cáp quang thì mình kết nối trực tiếp từ Mac TV, các bạn bật qua cái nút thứ hai là optical, nút thứ ba là casual đường đồng trục. Và khi các bạn giải mã nhạc số qua nguồn phát phụ hoặc là từ Smart TV thì các bạn chức năng các bạn là ấn một nút red đây cho mình ha. Đó. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc qua chức năng giải mã nhạc số nghe bạn. Hãy subscribe.
rồi chuyện gì và quen xa anh đèn phố thì nên dấu mùa xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý tôi nào nghe thấy lại trong tôi chỉ rồi. Rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc qua đường giải mã đường Hồng Trục có show. Và khi các bạn kết nối các đầu CD cỏ hay là những đầu phát Bluetooth mà có đường những cái nguồn phát có đường analog thì bạn bật đây ha, bạn bật tay cho mình một cái là giải mã qua đường analog nghe các bạn. À, rất hay, rất đáng chơi trong tầm tiền. Và khi các bạn kết nối trực tiếp từ Smart TV thì các bạn bật optical cho mình ha. Rồi, mình xin thông báo đến các bạn cái đầu giải mã có model là Sony DTC57ES, Sony DTC57ES mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và còn rất đẹp. À, mặt mày các bạn nhìn rất vàng ha. À, trải qua thời gian là tất cả còn nguyên zin nguyên bản, hai máy gỗ cũng còn rất đẹp. Đó, cạnh trên cũng còn, hai máy cũng còn rất đẹp. À, đây thì có một vài vết xước nhỏ nó không đáng kể, lông mèo nghe các bạn, cả hai máy đều vậy. Đặc biệt cái giá mình bán là rất tốt. À, chỉ là 4.500.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn code là mình không bao ship nghe các bạn. Bạn nào mua cái đầu giải mã này vừa về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất sang trọng. Bạn nào có những dòng âm ly mặt gold á, các bạn mua cái đầu giải mã này để trên rất bắt mắt, rất hài hòa. Với kích thước chiều ngang 47cm, cao 12,5cm và hậu sâu là 35cm và mỗi máy nặng 8,2kg. Mình bán với giá rất tốt. Đó, dòng này các bạn mua về dùng để giải mã nhạc YouTube. Các bạn giải mã tín hiệu từ Smart TV, các bạn dùng để hát karaoke trong không gian gia đình, chất âm cũng rất hay, rất đáng chơi trong tầm tiền, với giá là 4.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.